Hi, xin chào tất cả các bạn. Như chúng ta đã biết, đọc sách đem lại cho chúng ta vô vàn những điều tuyệt vời. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một quyển sách vô cùng thú vị các bạn nhé. Và tôi là Văn Đạt, giáo viên trường Trung học Phổ thông Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Người sẽ cùng đồng hành với các bạn trong video ngày hôm nay. Kính thưa quý bạn đọc, một ai đó đã từng khẳng định, một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn, dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt. Sách không chỉ là bạn, sách là cầu vồng sau những cơn mưa, là giọt nắng lung linh của những ngày đầu hạ, là tia lửa ấm nồng sưởi ấm những đêm đông. Sức hút của sách kỳ diệu đến nỗi nó chỉ là những con chữ bất động nhưng đủ sức thay đổi nhiều số phận. Bởi trong vô vàn những điều bổ ích, người đọc sách luôn tìm thấy mình ở đâu đó, và sách luôn hướng họ đến một bài học, một chân lý, một cái nhìn đúng đắn về cuộc sống. Một nhà văn đã từng thừa nhận, thay vì những món quà giá trị, tôi tặng con tôi những quyển sách vì tôi tin chắc rằng một ngày nào đó con tôi sẽ cần đến. Ranh giới thời gian không tồn tại trong thế giới của sách. Chính vì lẽ đó, nó đủ sức chiếm lĩnh tâm hồn con người và làm bạn cùng họ. Một người bạn rất tuyệt vời. Các bạn thân mến, một nhà văn đã từng bảo, điều kỳ diệu của sách không thể nằm yên, nó phải chuyển động. Vì điều kỳ diệu đó phải được truyền từ người này đến người khác. Vậy nên trong khuôn khổ của một cuộc hạnh ngộ ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu đến với bạn đọc quyển sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu của tác giả Lucy Nguyễn. Sách sau khi xuất bản đã trở thành một hiện tượng và nằm trong top đầu những đầu sách bán chạy nhất. Bởi sức hút của một người trẻ viết sách, sức hút từ nội dung và giá trị nhân bản mà quyển sách mang lại cho người đọc. Sách do nhà xuất bản Hội Nhà Văn phát hành năm 2017, khổ 14 x 20,5 cm, với dung lượng 280 trang. Sách như một hộp quà bí mật mà chỉ khi lật từng trang thì những điều lý thú mới dần được tiết lộ. Mỗi trang sách thấm đậm tuổi thanh xuân của mọi người, và những ai đã đi qua giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời chắc hẳn sẽ rất ngậm ngùi khi chiêm nghiệm quyển sách này. Vì viết về tuổi trẻ, giai đoạn cuộc đời với nhiều bồng bột, mà nhà xuất bản đã sử dụng gam màu trầm buồn làm chủ đạo. Cả quyển sách là gam màu xanh đen, màu của bầu trời đêm. Bìa trước nổi bật dòng chữ "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu" dưới ánh nhìn của một chàng trai đang ngồi trên cánh một chiếc máy bay. Nhan đề sách được in màu trắng trên nền xanh đen, tựa như những ánh sao băng lướt qua. Như thể thanh xuân của mọi người cũng lướt nhanh như thế. Trên nền bầu trời đêm ấy là hình ảnh dòng tên tác giả Lucy Nguyễn. Bìa sau của sách là những bình luận ngắn gọn về tác phẩm. Các bạn thân mến, tuổi đôi mươi đông đầy hy vọng, mơ ước nhiều hoài bão viển vông, yêu mây xanh, chiều tím nắng hồng và gom góp rất nhiều lý tưởng. Tuổi trẻ là tuổi bồng bột, nên những suy nghĩ còn chơi vơi giữa hư và thực. Suy nghĩ của người trẻ thường đi kèm với những hoài nghi và lo lắng. Chính điều đó làm người trẻ hoang mang trên con đường đi tìm bản ngã của chính mình. Và hơn thế nữa, người trẻ nếu tự tin thì sự tự tin ấy là thái quá đến nỗi trở nên kiêu ngạo và khiến họ dễ vấp ngã trên đường đời. Bằng kinh nghiệm 10 năm sống và làm việc cùng người trẻ, Lucy Nguyễn đã thổi vào trang viết của mình những suy nghĩ thấu đáo và tinh tế. Chị viết trên những trang sách của mình như thế này: lựa chọn điều mình muốn và hãy chịu trách nhiệm cho những gì mình làm. Kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, hành trang, dụng cụ, vật phẩm, hãy sống theo cách của bạn. Vì sao tất cả sẽ chẳng ai quan tâm. Vâng, chả ai quan tâm, chả ai bận tâm người trẻ suy nghĩ gì và họ có thể làm được gì. Vì trong mắt của nhiều người, thái độ đối với công việc của người trẻ quá hời hợt và sự thiếu kinh nghiệm khó lòng giúp người trẻ thành công. Lucy nghĩ khác, bằng tất cả kinh nghiệm của mình để người đọc nhận ra sai lầm về cách nhìn nhận và đánh giá người trẻ. Chính thái độ sống tích cực đã giúp chị viết bằng cả trái tim, bằng nhiệt huyết và niềm tin mãnh liệt về sự thành công của người trẻ. Quyển sách gồm 3 phần chính với những câu chuyện ngắn xoay quanh 3 việc: học gì, làm gì và đi đâu. Tất cả được liên kết qua các mẫu chuyện nhỏ từ 5 phần của sách. Phần 1, tôi đã học như thế nào. Phần 2, học đi đôi với hành. Phần 3, đi là một cách tự học. Phần 4, lấp lánh trước khi tỏa sáng. Phần 5, quà tặng kèm. Vâng, kính thưa quý bạn đọc, tiếng đàn guitar muốn du dương phải được căng đến một độ căng nhất định. Chú nay con chào đời phải tự mình đứng lên mà không có được sự trợ giúp từ nai mẹ. Con người cũng thế, phải đi qua gian khó, cảm nhận được nỗi đau mới trân quý thêm những phút giây hạnh phúc. Tôi thường tự hỏi vì sao những đứa trẻ cơ hàn lại có ý chí mãnh liệt hơn bất kỳ một đứa trẻ nào khác. Không phải vì chúng có năng lực đặc biệt, mà vì đơn giản là tạo hóa đã bất công với chúng, nên chúng phải sống và kiêu hãnh đứng lên giữa giông bão cuộc đời. Lucy thấu hiểu điều đó. Trái tim nhạy cảm của chị đã được lấp đầy bởi những số phận khác nhau, những số phận mà với chị, khi tập hợp lại đủ sức tạo thành một thế giới đa diện,
nhiều chiều. Tất cả được chị thể hiện rõ nét trong bài viết Giá trị của nghịch cảnh. Đó là những câu chuyện về những con người có tuổi thơ khốn khó, những con người phải tranh đấu vì miếng ăn, hoặc có những người thức dậy và không biết hôm nay mình phải làm gì, hoặc cô đơn và lạc lõng với cuộc sống của chính mình. Lucy cho rằng họ đang tranh đấu với chính nghịch cảnh mà không nhận ra rằng nghịch cảnh cũng là một món quà. Có cô gái vì tuổi thơ bị ngược đãi mà đã trở thành một người hoạt động vì quyền trẻ em. Có chàng trai tuyệt vọng đến mức muốn tự tử, trở thành một doanh nhân thành đạt. Một cậu bé thổi cắp sách luôn bị chế giễu vì viết sai chính tả, nhờ nỗ lực mà trở thành một nhà văn ăn khách. Số phận đặt để họ vào nghịch cảnh chỉ là thử thách họ trước khi để họ thành công. Lucy kết thúc câu chuyện của mình bằng một câu nói giàu hình ảnh: hãy nhớ rằng máy bay cất cánh bằng cách bay ngược chiều gió chứ không phải xuôi chiều gió. Tuổi trẻ sai lầm, tuổi trẻ dễ vấp ngã cũng chỉ là bước đệm cho những cú bật dày và xa hơn cho tương lai của chính mình. Vâng, như một quy luật của tạo hóa, mỗi tác giả luôn dành tình yêu vô cùng cho đứa con tinh thần của mình. Bằng tất cả sự trải nghiệm của một người hoạt động xã hội và thời gian sống cùng người trẻ, Lucy đã tạo nên một không gian đậm chất thanh xuân vào trang sách của chính mình. Chính cách biết gần gũi và trao chuốt về ngôn từ đã khiến tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu trở thành sự lựa chọn của nhiều độc giả ở những độ tuổi khác nhau. Suốt hơn 200 trang sách, tác giả không những kể mà đôi lúc còn tâm tình, lúc nhẹ nhàng sâu lắng, lúc trầm lặng yêu thương. Có khi như những con sóng dữ gầm vang giữa đại ngàn thung lũng. Vì như thế mới đúng với tuổi trẻ bồng bột, mạnh liệt và cũng đầy tha thiết. Mọi người trong chúng ta sẽ đang hoặc đã đi qua tuổi trẻ của chính mình. Bạn có nhận được phần thưởng nào cho tuổi xuân của mình không? Nếu có thì điều đó thật tuyệt vời, còn nếu không đừng quá bận tâm các bạn, vì được sống với giai đoạn tuổi trẻ đã là một phần quà ý nghĩa mà tạo hóa tặng. Vâng, Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu của tác giả Lucy Nguyễn thật sự là một quyển sách vô cùng bổ ích. Và trong thời điểm đất nước chúng ta đang gồng mình chống lại đại dịch Covid-19 thì các bác sĩ, chiến sĩ cũng như là các tình nguyện viên đang sử dụng tuổi trẻ của mình để góp phần chiến thắng đại dịch, đem lại bình yên cho người dân của chúng ta. Và chính họ là minh chứng tuyệt vời nhất cho câu hỏi của tác giả Lucy Nguyễn đặt ra trong quyển sách của mình: tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Tôi xin trả lời, đó là vô giá. Và nếu như các bạn thật sự thích quyển sách này, hãy cùng tìm đọc các bạn nhé. Hoặc là đến với thư viện trường chúng tôi, trường Trung học Phổ thông Tân Long, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về những tầng ý nghĩa sâu xa của quyển sách này. Và xin chào các bạn, tôi là Văn Đạt.